Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và chúng ta lại được gặp nhau trong một chương trình nó đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần rồi. Dù cho thị trường nó có thay đổi như thế nào, có biến động mạnh, có liên tục gặp những cái phút nó khá là tiêu cực thời gian gần đây, thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau vào mỗi thứ hai đầu tuần trên DeFi Discussion anh em ha. Trong tập tuần này thì có một sự thay đổi nho nhỏ vì có một vài cái trục trặc và bọn mình không thể thu xếp để thực hiện một cái số DeFi Discussion nó theo format là hai người hoặc là nhiều người đối thoại với nhau, thì nó có một vài trục trặc là như vậy. Tuy nhiên vì chúng ta đã có những cái cuộc hẹn với nhau vào mỗi thứ hai đầu tuần rồi, và đây nó cũng là một cái thói quen nó khó bỏ rồi, thôi thì sẵn cơ hội này thì chắc là cho bọn mình thử nghiệm một cái format podcast mới. Hôm nay sẽ chỉ có một người speaker duy nhất, và chủ đề mà cá nhân mình chia sẻ hôm nay thì cũng đâu đó nó cũng được thể hiện ở trong cái phần giới thiệu hồi nãy rồi ha. Chúng ta sẽ nói về những thói quen mà cá nhân mình nghĩ là sẽ phù hợp và mang lại những cái lợi ích đâu đó cho anh em đang tham gia thị trường crypto và đặc biệt là ETF thị trường DeFi ha. Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, thói quen đầu tiên mà mình nghĩ nó quan trọng không những với những người đang tham gia thị trường crypto và thị trường DeFi mà còn với những nhà đầu tư tham gia các cái thị trường tài chính ở phạm vi rộng luôn, thì cái thói quen này nó đã được rất là nhiều người, nhiều nhà đầu tư huyền thoại người ta chia sẻ rồi, đó là cái thói quen đọc. Và bản thân mình á, thì với cái thị trường crypto này á, mình nghĩ là cái việc đọc nó còn quan trọng hơn rất nhiều nữa. Tại vì thị trường crypto là một cái thị trường mà nó thay đổi liên tục, nó hoạt động 24/7. Và cái điều mà nó đúng ngày hôm nay, dù khi đến ngày mai nó đã sai rồi. Và việc mà một người phải liên tục đọc những thông tin trong thị trường crypto là một cái điều gần như là bắt buộc nếu như mà các bạn muốn sinh tồn ở trong cái thị trường này và có thể coi là muốn đồng hành cùng với thị trường này một cách nghiêm túc ở trong thời gian dài hạn ha. Rồi thì đầu tiên để mà nói về cái thói quen đọc của mình thì chắc là anh em cũng nghe thoang thoảng đâu đó ở trong một tập trên DeFi Discussion rồi, đó là một cái tập về đọc gì khi thị trường downtrend, thì nó cũng không quá là gọi là cái gì đó nó quá là ảo diệu đâu. Thường thì mình sẽ đọc những cái tin tức mỗi ngày thôi, mình sẽ đọc những cái đầu tin từ nhiều cái trang báo quốc tế cũng như là các cái trang báo ở trong nước viết bằng tiếng Việt, và mình sẽ liệt kê ra những cái thông tin nào mà mình thấy là quan trọng nhất, và mình sẽ viết xuống những cái thông tin đó. Tại sao cái việc đọc tin tức nó rất là quan trọng? Nhiều anh em cho rằng là tin tức nó là một cái thứ gì đó nó rất là FOMO, nó rất là ngắn hạn, nó không có cái gì gọi là predict được trong dài hạn cả. Nếu như các bạn mà làm cái việc mà đọc tin tức mỗi ngày á, thì cái tin tức đó nó sẽ trở thành một phần trong cái kiến thức của bạn, và cái news đó khi mà nó được tích lũy, tất nhiên là nó sẽ có news tốt và nó có một vài cái fake news, nhưng những cái lần mà các bạn vô tình vấp phải những cái fake news á, thì sau đó chắc chắn sẽ có một vài cái bước gọi là bước fact check, đúng không? Thì khi mà bạn đi hết một cái chu trình, bạn gặp một cái fake news, bạn fact check lại và bạn biết được đâu là cái tin tức đúng, đâu là cái fact, cái sự thật của thị trường, thì sau mỗi cái chu trình như vậy thì về cơ bản chúng ta đã upgrade được cái skill của mình trong thị trường. Nhiều người hay bảo là news nó chỉ là short term thôi, nó không có cái gì là mang tính chất là quan trọng hay là predict, kiểu như là nó phải mang tính analyst các thứ ha. Thì mình không đồng tình lắm với cái quan điểm này, và cá nhân mình nghĩ là
việc đọc news mỗi ngày nó cũng rất là quan trọng. Vì thứ nhất, cái này là góc nhìn từ cá nhân mình thôi ha, nó có thể đúng có thể sai, và nếu như mà anh em nào có cái góc nhìn nó khác biệt hơn về cái vấn đề này thì có thể chia sẻ với bọn mình ở dưới cái phần comment. Rồi quay trở lại với cái câu chuyện là vì sao mình nghĩ đọc news nó quan trọng. Đầu tiên, đọc news nó giúp anh em có thể có một cái nhịp, tức là mình liên tục mình bắt nhịp được với cái thị trường á. Tức là anh em chơi một cái bài nhạc chẳng hạn, hoặc là chơi một cái game, hoặc là một cái môn thể thao kiểu như đá bóng chẳng hạn, thì cái nhịp nó rất là quan trọng, đúng không? Kiểu như là mỗi ngày chúng ta sẽ tạo hình thành một cái thói quen là chúng ta dậy, chúng ta đọc những cái tin tức về thị trường crypto, chúng ta biết được là hôm nay nó có cái gì mới, và nó liên tục giữ cho cái đầu mình theo được cái nhịp của thị trường. Và cái điều này nó vô cùng quan trọng, bởi vì khi mà các bạn đã có nhịp rồi á, thì mỗi ngày thức dậy các bạn sẽ theo dõi thị trường một cách nó dễ dàng hơn rất nhiều. Và cái này thì nhiều người cũng nói rồi, nó là hiệu ứng của lãi kép. Rồi cái điều thứ hai, khi mà các bạn theo dõi các cái tin tức á, thì như mình có đề cập hồi nãy, đó là các bạn sẽ đi qua một cái quá trình tự học và tự fact check lại những cái thông tin mà các bạn thu thập mỗi ngày. Và sau mỗi cái chu trình fact check đó thì bản thân các bạn sẽ có tự phát sinh cho mình một cái gọi như là một cái sức đề kháng vậy đó, và một cái nền tảng kiến thức nó vô cùng là hữu ích để các bạn có thể tồn tại trong thị trường. Cái thứ ba, khi mà đọc news ấy, thì cái việc mà research sau này á, nó sẽ rất là thuận tiện, tại vì chúng ta sẽ biết được là cái bức tranh chung nó đang là cái gì. Khi mà chúng ta nhìn được bức tranh chung, mọi người đang nói về những cái vấn đề gì á, thì chúng ta sẽ ví dụ như chúng ta sẽ tìm ra được một vài cái thứ để đào sâu vào và đi vào từng cái từ khóa, từng cái trend nhỏ, từng cái cải tiến công nghệ nhỏ, thì nó sẽ giúp chúng ta là có được một cái bao quát hơn về thị trường. Có một vài thứ nó rất là nhỏ thôi, liên quan đến cập nhật kỹ thuật, nó không hẳn là cái thứ mà sẽ tác động liền lên giá mà chúng ta có thể thấy được liền. Tuy nhiên là khi mà chúng ta cập nhật tin tức mỗi ngày, đúng không, cập nhật tin tức về những cái cải tiến công nghệ, và chúng ta thấy là ồ, người ta đang nói về ví dụ như EIP 4844 chẳng hạn, hoặc là người ta đang nói về cái nâng cấp Shanghai, nó có cái tính năng là cho phép người ta rút Ethereum ra khỏi Bitcoin Chain chẳng hạn, thì mình thấy người ta nói nhiều như vậy thì mình bắt đầu là thì ra thị trường đang quan tâm đến cái từ khóa này, và nó là một cái vấn đề kỹ thuật mà chúng ta có thể đào sâu. Và sau đó các bạn có thể đi research, tìm hiểu những cái từ khóa này, bản chất nó là cái gì, ở phía dưới các cái máy móc nó tương tác với nhau như thế nào. Thì đó là một cái lợi ích mà mình nghĩ là cái việc đọc news mỗi ngày nó vô cùng quan trọng ha. Song song với cái việc đọc thì tất nhiên có học thì nó sẽ phải có hành, đúng không? Thì cá nhân mình chọn hai cái cách để mình gọi là mình củng cố lại những cái thông tin, để mình lưu trữ cái thông tin ở trong đầu mình nó được lâu hơn. Thì có hai cái cách đang sử dụng, đó là mình viết và mình tham gia các cái testnet, mình thử trải nghiệm các cái sản phẩm luôn. Thì về cái phần là testnet và thử nghiệm sản phẩm thì bọn mình cũng đã thực hiện một cái tập podcast, mình nghĩ là 2 đến 3 tập podcast gì đó, chia sẻ rất nhiều về cái việc đi sun aerob và những cái lợi ích và những cái mindset nó phù hợp cho cái việc sun aerob, làm sao cho chúng ta có được nhiều lợi nhất về mặt dài hạn ha. Rồi còn cái việc viết á, cái việc viết thì mình không biết là các anh em làm trong ngành cũng làm trong ngành content của thị trường crypto như thế nào, nhưng khi mà bản thân mình viết xuống và mình hệ thống lại được mọi thứ thì đâu đó cái góc nhìn của mình về thị trường nó sẽ sắc bén hơn. Và cá nhân mình thôi nha, cá nhân mình thấy là khi mà mình dừng viết tầm khoảng 1 đến 2 tuần á, thì cái view về thị trường của cá nhân mình á, nó bị loãng lắm, nó bị kiểu như là nó bị mất phương hướng á. Thì cái việc viết xuống này nó cũng rất là quan trọng, và mình nghĩ là nó cũng là một cái thói quen rất là tốt để anh em nào có cái định hướng làm content hay là research thì có thể cân nhắc rèn luyện cho mình mỗi ngày ha. Ok, đó là xoay quanh cái việc mà chúng ta tiếp thu kiến thức mỗi ngày, lượm nhặt kiến thức mỗi ngày và học cách để giữ lại những cái kiến thức đó ha.
Và cái chia sẻ tiếp theo mà mình nghĩ là mình nghe cũng khá nhiều người trong thị trường họ chia sẻ, và mình thấy cái mèo này nó cũng khá là hay, đó là việc bạn lock out ra khỏi các cái ứng dụng giao dịch. Thì cái này nó cũng khá là hay, tại vì khi mà anh em đăng nhập vào một cái ứng dụng, ví dụ như đăng nhập vào một cái sàn giao dịch CX đi, thì họ có một đội ngũ rất là hùng hậu để làm sao cho các bạn có cái xu hướng giao dịch nhiều nhất. Và khi các bạn giao dịch nhiều nhất á, thì cái lượng fee thu về cho sàn á, nó sẽ rất là nhiều. Và họ chi rất nhiều tiền cho research để làm sao để tối ưu được cái sản phẩm của họ, để các bạn giao dịch ở trên app một cách nó thuận tiện nhất. Và cá nhân mình nhận định á, thì thực sự nếu mà khi mà các bạn trải nghiệm giao dịch một cái app ở trong thị trường crypto so với những cái app ở bên thị trường tài chính nha, không có ý là so sánh là về mặt xấu tốt gì đâu, nhưng về mặt trải nghiệm của người dùng á, thực sự với crypto nó quá đơn giản, và các bạn đặt lệnh nó gần như là xong xuôi hết và mọi lúc mọi nơi luôn, và 24/7 luôn, và nó quá dễ dàng đi. Và điều này nó sẽ dẫn đến việc là chúng ta rất dễ đưa ra những cái quyết định mà chúng ta không suy nghĩ. Nhiều khi chúng ta mua những cái đồng coin, mua các cái dự án mà chúng ta không hề suy nghĩ gì về cái sản phẩm, cũng như là về những cái phân tích sâu hơn, ví dụ như là cash flow, dòng tiền như thế nào, khi nào thì chúng ta break even, khi nào chúng ta hồi vốn, đúng không? Thì khi mà các bạn có một cái ứng dụng giao dịch sẵn nằm ở đó rồi, và các bạn đã muốn mua một thứ gì đó rồi, thì cái việc research của các bạn đó, nó sẽ bị bias, tức là nó không còn trung lập nữa. Thay vì là chúng ta làm theo một cái chu trình ngược lại, đúng không, chúng ta lock out ra hết đi, các bạn có thể đọc mọi thứ, các bạn đọc news, đọc report, đọc rất nhiều các cái bài phân tích chuyên sâu, đúng không? Sẵn chỗ này mình có nói luôn, bổ sung cái ý ở trên cái phần đọc hồi nãy, thì các bạn có thể đọc thêm những cái bài report khi mà các bạn cảm thấy hứng thú với một cái từ khóa, một cái dự án nào đó, các bạn có thể đọc sâu vào. Và chỉ có những cái bài report, những cái bài phân tích sâu thì nó mới có thể đào sâu được vào những cái từ khóa đó. Và trước khi đến được cái bước đó thì các bạn phải đọc news hoặc là những cái cover, những cái gạch đầu dòng ngắn thôi cũng được, để các bạn gọi là cập nhật cái nhịp game nó phù hợp hơn, và kết hợp với lại những cái bài report dài thì sẽ tạo ra được những cái nghiên cứu và những cái góc nhìn nó đa chiều hơn, nó sát với thực tế hơn ha. Rồi quay lại với câu chuyện là lock out CX, thì đó, như mình nói hồi nãy đó, chúng ta để cái ứng dụng nó cứ ở trước mắt mình thì rất là dễ bị bias. Thay vào đó thì chúng ta có thể đảo ngược cái quy trình, đúng không? Chúng ta research, chúng ta đọc trước về tin tức, xem xu hướng hiện tại nó như thế nào, rồi chúng ta lọc xuống những cái dự án mà nó nằm trong cái xu hướng đó, và hoặc là những cái dự án nó nằm trong cái nó hưởng lợi từ những cái vấn đề cập nhật kỹ thuật, rồi chúng ta đọc sâu vào. Rồi chúng ta sẽ đi tìm những cái nơi mà giúp chúng ta có thể mua được cái dự án đó, đúng không? Thì cái view của chúng ta trước khi nhìn vào cái ứng dụng giao dịch thì nó sẽ neutral hơn rất nhiều, nó sát với thực tế hơn rất nhiều. Tất nhiên là nó không thể sát 100% được, nhưng các bạn sẽ tránh được những cái tư duy nó kiểu bias á. Tức là đôi khi chúng ta gặp cái trường hợp là tôi muốn mua rồi, nên là mọi lý do đều để hợp thức hóa cái việc mua đó thôi. Ok, một cái lợi ích nữa của việc lock out các cái ứng dụng CX, cái ứng dụng giao dịch ấy, là chúng ta sẽ không nhìn thấy số dư của mình. Chúng ta không có xu hướng là ngứa tay, đúng không? Chúng ta bán các cái khoản đầu tư của mình ở một cái mức giá nó quá thấp, và đánh mất đi những cái cơ hội khi mà các cái đồng coin, các cái dự án nó tăng trưởng về dài hạn. Thì cái việc lock out này thì nó có cái lợi về hai chiều như vậy. Nó lợi từ cái chiều mua, tức là các bạn sẽ có thời gian để research một cách nó công bằng hơn, nó bình tĩnh hơn. Và về cái chiều bán thì chúng ta sẽ tránh được những cái trường hợp là chúng ta hơi
hơi run tay thì chúng ta sẽ thực hiện bán những cái vị thế của mình nó ở mức giá nó quá tệ, thì cái này nó sẽ là những cái tác động hai chiều ha, nó có lợi về hai chiều. Rồi, một cái thói quen thứ ba mà mình nghĩ là nó sẽ hơi ngược với những cái chia sẻ ở cái thói quen liên quan các cái ứng dụng giao dịch mà mình chia sẻ hồi nãy, đó là cái việc mình sẽ thiết lập một cái portfolio tracking, tức là mình sẽ lập ra một cái bảng để theo dõi danh mục của mình. Thì hồi nãy mình có chia sẻ là ok, chúng ta sẽ không nhìn vào cái bảng giá và nhìn vào các cái đồng coin mình nắm giữ đúng không? Tuy nhiên, cái việc mà portfolio tracking này á, nó sẽ hoàn toàn khác với cái việc là chúng ta mở các cái ứng dụng giao dịch đúng không? Thì có người sẽ chữ ở trên CX một xíu, có người chữ ở trong ví một xíu, có người chữ ở trong các cái ứng dụng yield farming một xíu đúng không? Vậy thì khi mà tài sản chúng ta nằm ở quá nhiều nơi như vậy á, thì cái việc tracking của chúng ta sẽ trở nên rất là khó và chúng ta sẽ không có được một cái bức tranh toàn cảnh về cái strategy của danh mục hiện tại của mình, và rất là dễ xảy ra cái trường hợp là chúng ta bị mất cân bằng cái portfolio. Vậy thì cái tracking portfolio này bọn mình cũng từng chia sẻ ở trong một tập DeFi Discussion rồi, và cũng có một vài các cái ứng dụng mà anh em có thể sử dụng ha. Thì việc mà sử dụng các cái ứng dụng này á, sử dụng các cái nền tảng tracking portfolio này á, thứ nhất anh em có thể, tất nhiên là anh em sẽ nhìn thấy những cái giảm sụt giảm trong cái khoản đầu tư của mình, tất nhiên là phải thấy rồi. Tuy nhiên các cái ứng dụng này nó hoàn toàn tách biệt khỏi cái hoạt động giao dịch đúng không, tức là chúng ta chỉ thấy số ở đó thôi và chúng ta không có một cái gì đó quá thuận tiện trong việc là thực hiện cái việc giao dịch, và nó tránh cho chúng ta thực hiện những cái thao tác nó không có lý trí ở cái thời điểm mà thị trường nó biến động. Thì có những cái portfolio tracking app này để riêng ra thì bạn sẽ vừa có được một cái góc nhìn nó toàn diện hơn về cái danh mục của mình, và bạn sẽ nhìn được cái tỷ lệ giữa các cái loại tài sản với nhau. Mình nói ví dụ như nhiều người hay cho rằng là tỷ lệ crypto với stablecoin 50-50 nó là một cái tỷ lệ cân bằng chẳng hạn, nhưng mà thực ra thì crypto và stablecoin nó có những cái đặc thù khác nhau và nó có những cái biến động khác nhau và nó có những cái mức yield khác nhau, những cái mức tăng trưởng khác nhau. Vậy thì nếu mà bạn nói là bạn để crypto và stablecoin là 50-50 thì là chưa đúng đúng không? Tại vì crypto nó có thể tăng giảm mấy chục phần trăm một ngày mà. Thì việc mà bạn để hợp hai cái phần này chung vào một cái dashboard, một cái bảng để bạn theo dõi, thì bạn có thể nhìn ra được là cái tỷ lệ này nó đang không hợp lý, vì nó một phần nó đang biến động quá mạnh, một phần nó thì nó cứng ngắc, nó không có thay đổi gì mấy, hoặc là nó thậm chí là nó không thay đổi luôn. Thì cái việc tracking portfolio như thế này thì nó sẽ cho chúng ta dành những cái cảm quan về mặt quản lý cái tỷ lệ giữa các dạng tài sản ha, và các cái nhóm hệ sinh thái nè, rồi các cái dạng coin, rồi các cái dạng low cap, thì cái tỷ lệ nó như thế nào, thì chúng ta bắt đầu sẽ có những cái bức tranh tổng thể như vậy để chúng ta dễ dàng quản lý được cái chiến lược của mình hơn. Và nếu mà đi sâu vào cái việc là nếu quản lý một cái danh mục như thế nào cho nó hợp lý và nó sinh lợi á, thì hiện tại thì cái topic này chắc là bọn mình sẽ xin phép hẹn anh em trong một cái tập tiếp theo, khi mà bọn mình có thể chuẩn bị được những cái nội dung, những cái thông tin nó chi tiết và nó chuyên sâu hơn và nó sát với thực tế của thị trường hơn, thì bọn mình sẽ chia sẻ cái này lại trong một cái tập DeFi Discussion khác ha. Và thôi thì tập DeFi Discussion tuần này nó cũng, mình thấy ở trên cái đồng hồ thu nó cũng hơi dài rồi, và mình cũng hơi bất ngờ là khi một speaker mà mình có thể nói được dài như vậy. Ban đầu mình cũng rất là sợ khi mà thử nghiệm cái format này, thì mình cũng không biết nói gì, tại vì thông thường thì sẽ có hai cái người speaker và sẽ thay phiên nhau nói, và cái câu chuyện nó có thể nó sẽ tiếp diễn một cách nó mang tính chất là interactive hơn, mang tính chất tương tác hơn. Tuy nhiên mình tin là cái format này vẫn sẽ có những cái điểm đặc biệt gì đó thú vị ha, và hy vọng là sự thay đổi tuần này mang lại một cái điều gì đó mới mẻ cho anh em
đặc biệt là trong cái lúc mà thị trường nó cũng đang thử thách chúng ta rất nhiều và cần rất là nhiều nỗ lực, rất là nhiều cái thói quen tốt chúng ta cần hình thành trong giai đoạn này để chúng ta có thể vượt qua được cái khó khăn trước mắt, để khi thị trường uptrend trở lại chúng ta sẽ vẫn còn ở đây và vẫn còn gặp lại nhau ở trên DeFi Discussion anh em ha. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này, và hẹn gặp lại anh em trong podcast tuần sau với nhiều topic thú vị hơn về thị trường DeFi anh em nhé.